rất là hot nghe mấy bác nha, cực hot luôn. Thì hồi chiều em đăng cái boe này lên này và em đã nhận được gần 20 đơn đấy, gần 20 đơn từ lúc em đăng video lên khoảng tiếng hồ thôi, nhận được 20 đơn rồi. Và 20 đơn đó nội dung là gì? Thì nội dung mua cái boe dùng nỉ hai lớp đấy. Và mấy bác có muốn tăng cái độ bền của một con máy lên gấp đôi không? Và nếu như mấy bác mà dùng cái địa hình mà nó bụi bặm á, thì có thể tăng lên gấp 3 lần luôn. Tại sao? Tại vì nó sạch máy. Đó, đơn giản vậy thôi. Một con máy mà nó hít đất vô thì nhanh hư. Thì đây là nguyên lý của một cái chế boe, cái boe dùng nỉ. Đây cho mấy bác coi từng lớp một nhá. Và mấy bác coi này, cái chất liệu nó này. Và tất cả những bác đang xài những cái chế hai kim này là dùng được luôn. Đấy, đều bắt được hết nha mấy bác nha, những cái chế hai kim như này là bắt được hết. Đây, vị trí của nó bắt vô như thế này đây, mấy bác thấy không? Đây, cái chốc em phân tích từng điểm mà ưu điểm của đây. Nó bắt dày. Đây nó có một cái bát đây, thì để về mấy bác có thể nhìn nó để mà đây, bắt vào trong máy nhá. Đấy, là xong, đây. Thì cái phần này này để em đo sơ, cái mặt này là gần như là phẳng, cái mặt này gần như là phẳng luôn. Đó, nó phẳng theo cái chế này. Đó, phẳng theo, mấy bác nhìn kỹ. Thì cái chiều này của nó đây, mấy bác coi này, nó rất là to. Cái boe này nó đến 92 ly lận. Đó, 92 ly. Và cái nỉ này này nó bự. Đấy, đây cái nỉ em đo với đường kính ngoài luôn nhá. Thì nó đến 89 lận. Và mấy bác coi cái ưu điểm vượt trội của nó, có nghĩa là như này. Thôi coi như là cái này thì ai cũng có thể ráp được rồi. Và cái chiều dày này hoàn toàn phù hợp với những cái boe phổ thông. Mấy bác chỉ cần về mấy bác ráp vô như này, nó cả cái này để mà định vị lại để cho nó chống bị hư cái này luôn này. Ghê chưa? Cái sắt này. Và nó chống cái sự mà cái màng này nó bị bịt cái này. Là cái này vị trí này nó sẽ lùn gió qua hai bên. Mấy bác nhìn này. Lùn gió qua hai bên, hai cái khe này. Đây, bộ cây lẫy của nó đã. Nhìn đã đẹp lắm, ráp lên máy là bao đẹp luôn. Rồi thì mấy bác nhìn cho kỹ nha, đây nguyên lý hoạt động của nó mấy bác coi này, gần như trong đây kín hoàn toàn. Đó, nhìn này, nó khẽ vô gió hai bên nó kín hoàn toàn. Mấy bác thấy phải cỡ nào thì người ta mới đặt bên em cỡ vậy. Và đây này, nó có một cái G cao lên bốn phía, thì chỗ đây nó sản xuất nó sẽ như nó côn ra này. Thì sẽ ập cái này lại khi mình bắt vào máy nó như này, thì đây nó sẽ ập nó lại, mình nó ập nó lại dày thì mấy bác thấy kín mít chưa. Tắt giùm luôn Trang ơi, để đang làm video đây. Đấy, nó kín lại này, như này thì mấy bác nghĩ bụi đâu vô được nữa. Nó kín luôn, có nghĩa là sập vô cái viền đó, sập vô cái viền hoàn toàn, sập vô viền thì mấy bác nghĩ bụi đâu ra mà vô đây nữa. Thấy không? Sập hoàn toàn vô cái viền. Cái vị trí này mấy bác về cố gắng bắt cho nó sập vô như thế này. Rồi. Là coi như nó hít không khí qua cái màng này vô phía trong. Còn phía ngoài đây nó thứ dữ nữa. Thì đây là có một cái lớp lọc nữa. Đây, lọc mịn này. Thổi qua là khít luôn. Mấy bác nhìn nó mịn, mịn ghê lắm. Nói chung là mịn tuyệt đối luôn. Ghiền luôn đấy. Đây. Trước khi ráp thì cái phần này mấy bác ráp vô máy rồi. Thì vị trí đây nó sẽ nằm như thế này. Đấy. Thì mấy bác nhìn kỹ này, không khí nó sẽ lùn về phía sau của cái vị trí bên đây. Nó sẽ nằm chờ phía sau đây, nó có hai dấu cộng này. Thì không khí nó lùn ở những cái khe này này, những khe này nó lùn, nó nằm một lớp ở phía trong đây, nằm một lớp ở phía trong đây. Và cái lớp đó thì nó mới đến cái lớp nỉ, những cái dấu cộng này hoặc là những cái bát này là để nó có một cái khoảng trống giữa vị trí không khí ngoài và cái vị trí phía phía cái lọc gió để mà nó thoáng, nó lại thoáng đấy kìa. Thì khi không khí ngoài nó lòn theo phía đó nó ra sau của cái mặt đó, sau của cái mặt này, có nghĩa không khí đang nằm chờ ở đây thì nó nằm sau cái mặt, thì bắt đầu là từng đó nó hút qua những cái vị trí đây rồi nó lại phải làm sạch qua cái vị trí đây nữa. Mấy bác thấy ghê chưa? Thì mấy bác nghĩ cái tuổi thọ của một con máy nó bền lên bao nhiêu? Đó. Thấy chưa? Rất là ngon. Rồi, bây giờ em sẽ cố gắng em lấy một con máy, em vô em bắn cho mấy bác coi luôn. Đấy.
thử một con nhé. Đây, nó hơi khó ráp một tí đó, nhưng mà nó rất là đơn giản thôi. Ví dụ một hai ngày gì đó mình quen thì nó rất là đơn giản thôi, chứ không có gì khó. Thì mấy bác cứ theo đúng như vậy, mấy bác cho nó sập hết là rồi bắt vô. Đó, nó như thế này là xong. Đấy, rồi, đấy là xong. Đó, rất là đơn giản. Thì bây giờ em sẽ lấy một con máy ra, em ráp trực tiếp cho mấy bác coi, để mấy bác biết cái độ đẹp của nó. Rồi, để em lấy con máy. Rồi, đây nghe mấy bác nha, em sẽ lấy luôn con này, em thử cho mấy bác coi cái độ đẹp của một con máy, chứ không có gì phải ngại cả. Mấy bác nhìn cho kỹ nha. Về mấy bác bắt vậy sai thôi. Đây, đang xài cái bô e loại thường. Đó, thế à, lấy nó ra. Đấy, đây, lấy hết cái này ra. Lấy lại hai con ốc. Lấy lại đúng hai con ốc thôi. Rồi, mình sẽ bắt. Lần đầu tiên em bắt nó luôn đấy. Đấy, đây. Thì nó sẽ như thế này. Đấy. Ví dụ ở máy mấy bác mà nó có cấn cái nhựa này này, nó có một cái ngàm này, đây này, cắt đi. Đây, nó chẳng có chẳng có ảnh hưởng gì đâu. Nếu như có cấn, còn đây nó không cấn thì đưa vô luôn. Đó, mấy bác cứ ráp vô bình thường. Rất là tuyệt vời. Đấy, tuyệt vời chưa? Mấy bác nhìn cái bộ tuyệt vời không? Rồi, kế đến, đây, mình ráng mình nhận cái này vô. Đây, như này, mình bẻ cong như này, mình nhận vô trước. Đấy, mấy bác thấy nhìn này nè, kín lắm đấy. Đấy, kín này nhá. Rồi, kế đến là vô cái này. Mình chưa rất quen thì cái từ từ nha mấy bác nha. Mấy bác đừng có nôn nóng mà nó hỏng hỏng việc. Đấy. Chưa phổ ốc. Cái căn chưa chính xác. Rồi, vô rồi. Đây. Mấy bác có thể coi. Một con máy khi xong cái boe này. Ôi giời, nó đẹp. Úi, tuyệt đỉnh luôn mấy bác thấy chưa? Mà nó qua hai lớp gió, qua hai lớp lọc. Đó. Thì mấy bác thấy tội gì mình không mua. Đấy, tội gì mà mình không mua. Và ví dụ nó hơi khó ráp một tí, nhưng mà cái nhựa này, ui xa, mấy bác nhìn cái nhựa nó này, dẻo quẹo luôn. Má đúng đồ, đúng đã luôn. Đồ đúng ngon luôn. Má nhìn cái máy đẹp ghê không. Má nhìn nó ngầu, nhìn nó ngầu cái máy ấy, mấy bác ạ. Nhìn nó rất là ngầu. Nhìn nó ngầu ghê không. Rồi, ok, thì em nói thiệt sự, mấy bác tin em đi. Một con máy mà mấy bác mà muốn nó ngon á, mấy bác đừng có tích tiền. Nếu như mấy bác mà muốn sở hữu những cái đồ này thì giá nó rất là rẻ thôi, nó đâu bao nhiêu đâu. Và để em lấy ra, để em báo giá. Đây, mấy bác nhìn này, ngầu không? Đấy, mấy bác nhìn này. Em báo giá cho mấy bác nghe để mấy bác hiểu. Có nghĩa là như này, một bộ như thế này đủ đồ. Có nghĩa là cái bộ này này, chứ không phải cái chế đâu nha. Có nghĩa là cái bộ là có cả cái nhiều bác bắt bẻ thì có nghĩa là nó đủ như thế này, cả cái này, cả cái ni, cả cái đây nữa. Nói chung đủ một bộ boe ngoài như thế này là giá là 60.000 không bao phí ship. Và nếu như mấy bác mà muốn mua sơ cua thêm cái này và thêm cái này thì là 30.000 nữa không bao phí ship. Và mọi người nếu như có muốn mua thì cứ alo cho em, không cần cọc cạch gì đâu. Em nói thiệt, không phải là em bán là em lời lời hay là gì cả, bởi vì em bán là em tính rất là rẻ thôi. Coi như là em lấy là gần như em bán một cái boe này em lời chưa được 5.000 đâu, nói thiệt, lời 5.000 bạc à. Mà mấy bác biết không, em muốn cho tất cả mọi người có những cái đồ mà thiệt ngon, và đặc biệt những anh khách mua bên em á, là mình sử dụng những cái đồ này nó ngon cho con máy.
Đó, nó bền, nó tăng độ bền lên là mình lại cái tiếng mình bán máy ngon, lại càng đồn xa mọi người lại mua cho em càng được nhiều những con máy. Đó là cái tính em nói thiệt thà, em nói thiệt sự là vậy. Rồi ok, thì một lần nữa em cảm ơn mọi người. Thì có nghĩa là như này, một bộ như thế này, đủ bộ như thế này, đấy là 60.000, không bao phí ship. Và nếu như mà kể cả mấy bác mua nhiều em cũng không bao phí ship được đâu nha, nó thiệt. Rồi một bộ như thế này là 60.000, và nếu như mấy bác mua sơ cua thêm cái miếng này và cái này, có nghĩa là hai miếng này này đấy, là hai miếng này nữa là 30.000, là mới có 90.000. Thì mấy bác mất khoảng 30.000 tiền ship nữa là ship đến tận nhà. Mấy bác mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, và nếu như mà mấy bác mua số lượng càng nhiều thì càng đỡ tốn tiền ship. Thì lời em khuyên thì mấy bác chỉ cần như thế này thôi, về xài bao giờ chặt được. Ông gì mà không mua, trời ơi nó thiệt á, quá ngon luôn. Em bán là em bán cho vui nha mấy bác nha, thiệt á. Tính em thiệt thà, nó thiệt, vượt này mấy bác thấy quá đẹp rồi. Rồi ok, cảm ơn mọi người.